Chào thầy cô, bố mẹ đến với kênh YouTube Nuôi dạy con thông minh. Đây là kênh YouTube thuộc Trung tâm Toán tư duy Soroban Rainbow thuộc Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Soroban. Như thường lệ, thầy cô, bố mẹ có nhu cầu cho bé học toán, học tiếng Anh, học hành trang vào lớp 1 thì mình lên cái địa chỉ website là www.rainbow.vn. Mình tham khảo hơn 50 cái chi nhánh Rainbow gần nhất để đăng ký cho bé học. Và thầy cô, bố mẹ chưa bấm đăng ký kênh YouTube thì mình bấm vào cái chữ đăng ký để mình đăng ký kênh. Đăng ký kênh là cách để mình tiếp cận những cái video mới khi trung tâm có những cái video hướng dẫn mới. Và trên điện thoại, trên máy tính bảng, trên iPad thì thầy cô lên trang Google Play hoặc là App Store, mình tải cái ứng dụng với cái tên tìm kiếm là Toán tư duy Rainbow. Mình tải cái ứng dụng về, mình cài đặt vào máy và mình có thể mình xem được tất cả những cái khóa học ở trên cái app này. Và sẽ có một số cái khóa học chuyên sâu mà chỉ có trên app, không có ở trên kênh YouTube. Thầy cô nhớ là mình lên ở trên điện thoại Android thì mình tải cái ứng dụng với cái tên là Toán tư duy Rainbow. Và trên iPhone, iPad thì mình vào cái chỗ App Store, mình cũng gõ cái tên tìm kiếm là Toán tư duy Rainbow để mình tải cái ứng dụng này về và mình đăng ký tài khoản. Trong cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn một cái thủ thuật chúng ta tính nhanh kết quả của cộng liên tiếp 5 phép tính và cộng liên tiếp 10 phép tính. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cách cộng liên tiếp 20 phép tính. Và từ cái 5 phép tính, 10 phép tính và 20 phép tính này, mình sẽ chỉ ra cho các bạn một cái quy luật để áp dụng tính tất cả những cái phép tính liên tiếp nhau. 20 phép tính, 30 phép tính, 100 phép tính thì mình sẽ có một cái cách như thế nào để mình tính. Ok ha. Video phần trước thì mình đã hướng dẫn cách tính 5 phép tính và 10 phép tính. Mình sẽ để link ở phía dưới. Bạn nào chưa xem thì mình sẽ bấm vào cái link của hai phần trước để mình xem lại trước khi mình xem tiếp cái video phần này là 20 phép tính. Và từ đó mình sẽ tìm ra một cái quy luật chung của tất cả các phép tính. Mình sẽ có một số cái bài ví dụ sau. Bài số 1 nè. Bài số 1 mình sẽ bắt đầu từ một chữ số. Ví dụ 3 cộng 4 cộng 5, cộng 6, cộng 7, cộng 8, cộng 9, cộng 10, 11, 12, 13. Mình sẽ cộng miết đủ 20 phép tính thì sẽ dừng lại ở số 22. Các bạn lưu ý ha, sẽ dừng lại ở số 22. Rồi tương tự như vậy, bài số 2, mình sẽ bắt đầu từ 2 chữ số. Ví dụ là 34 cộng 35 cộng 36 cộng 37 cộng 38 cộng 39 cộng 40, 41 cộng 42 cộng 43 cộng 44. Cứ như vậy mình sẽ cộng liên tiếp đến số 50 53 thì mình sẽ dừng lại. Các bạn lưu ý ha, cái chỗ mình .. này là mình sẽ đếm, sẽ còn số tiếp ha, nhưng mà mình sẽ không viết ra, các bạn sẽ tự hiểu nha, là 43, 44, 45, 46 đến số 53. Rồi tương tự bài số 3, mình sẽ bắt đầu với bài có số lượng chữ số là 3 chữ số. Mình ví dụ 375 cộng 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385 đến số 394 thì mình sẽ dừng lại. Ok ha. Bài thứ nhất là cộng liên tiếp một chữ số đến hai chữ số 20 dòng. Bài số 2 là cộng liên tiếp 2 chữ số 20 dòng. Và bài số 3 là cộng liên tiếp 3 chữ số 20 dòng. Các bạn lưu ý nè, cái cách tính á, thì mình sẽ không cần phải sử dụng máy tính đối với những bài như thế này. Cái cách tính á, thì mình sẽ lấy tổng của hai số ở hàng số 10 và hàng số 11. Sau đó mình sẽ thêm số 0 vào. Các bạn lưu ý ha, mình sẽ lấy tổng hai số ở hàng số 10 và hàng số 11. Mình sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok ha,
mình sẽ lấy hai số ở hàng số 11, ở hàng số 10 và hàng số 11. Có nghĩa là mình sẽ lấy tổng của 12 cộng 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok ha. Mình sẽ lấy tổng của hai số là 12 cộng 13 là được 25. Sau đó mình sẽ thêm số 0 vào. Kết quả của mình sẽ là bằng 250. Ok ha. Rất là đơn giản. Rồi tương tự đối với bài số 2. Mình cũng sẽ lấy tổng của hàng số 10 và hàng số 11. Mình tính nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok ha. Vậy hàng số 10 và hàng số 11 chính là số 40, số 43 và số 44. Chỗ này mình viết bị sai nè các bạn. Đây là số 44 ha. 42, 43 tới 44. Vậy đối với bài số 2 này, mình sẽ lấy tổng của 43 và 44 là 87. Sau đó mình sẽ thêm số 0 vào. Kết quả của mình sẽ là bằng 870. Rồi đối với bài số 3 cũng tương tự, mình sẽ lấy tổng của hàng số 10 và hàng số 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok ha, mình sẽ lấy tổng của 384 cộng 380 cộng 385. Kết quả của mình sẽ là bằng 769. Sau đó mình thêm số 0 vào. Kết quả của mình sẽ là bằng 7690. Ok ha, mình sẽ nhắc lại cái cách làm, đó chính là mình sẽ lấy tổng của hàng số 10 cộng hàng số 1, sau đó thêm số 0 vào đối với những bài toán cộng liên tiếp 20 dòng. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Video hôm sau thì mình sẽ tìm ra một cái quy luật chung cho tất cả những cái phép toán cộng liên tiếp như thế này, không phân biệt là bao nhiêu chữ số hay bao nhiêu dòng. Rồi, thầy cô bố mẹ thấy video hay thì mình like, share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt cả nhà.